ship cho anh một đôi tép 1 triệu. Về anh test thử không hay thì anh giả. Đây là loa tép quá chuẩn rồi. Còn việc có hay hay không nó còn phụ thuộc vào vang của anh em. Loa chỉ hay như quảng cáo khi vang chuẩn, âm đi chuẩn. Còn loa sẽ không như quảng cáo và bị hồi hàng oan khi gặp những loại vang. Nhưng mà đặc biệt như là vang số. Vang số nhiều anh em là cài không chuẩn, cân chỉnh không chuẩn. Đấy, nó gọi là setup không chuẩn. Cắt tép này, hãm tép rất nặng thì tép nó sẽ kêu bấy tí, kêu tí ti. Hoặc là những bộ dàn vang nâng đấy, nó bị méo tín hiệu thì loa sẽ không hay và sẽ bị hồi hàng oan. Vì vậy anh em mua hàng thì anh em nếu mà chơi vang số thì chúng tôi rất e dè. Vì vang số thì đa số là chúng ta cài không chuẩn. Loa sẽ hay như quảng cáo, như vang cơ đẩy âm ly này, mixer này đẩy lên vang. Còn vang số thì tỷ lệ hồi hàng nó chiếm 99%. Đấy. Vì vậy anh em hỏi câu này thì mình sẽ vào lên video để cho anh em biết, để cho anh em mà chỉnh lại vang. Vang nó tốt thôi nhưng mà anh em chỉnh không chuẩn. Đấy, chỉnh méo này, hãm tép, có những loại vang cắt hết tép rồi thì tép nó sẽ không ra, hoặc là bộ dàn nâng lọc nâng này, vang này bị méo, tép nó sẽ rè, nó sẽ thô ọ ẹ đủ đường. Loa chỉ hay như quảng cáo khi âm đi chuẩn, vang chuẩn, và nó sẽ loa sẽ không như quảng cáo vang cùi. Lên sóng cho anh em cặp tép 1 triệu dòng đắt tiền. Bản này thì có hai màu, màu đen và màu gỗ. Đây là cặp 350, tép 2 chế độ. Quay cận cảnh cho anh em xem nhá. Đây là tép chống cháy 100%. Phễu 12x12, chiều cao 16 phân, có chế độ lọc chói. Chống cháy 100%. Có chế độ bật siêu tép để chống ly cho loa full, chống bí tiếng, tăng độ thoát tiếng cho loa full và những loa nhiều bát. Liên hệ với Lưu Bắc Cạn để được phục vụ. Chúng ta có thể chơi một đôi hoặc hai đôi hoặc ba đôi, karaoke phá phách thoải mái. Thì đây là loa tép được trang bị chống cháy, hàng bảo hành 1 năm. Ship hàng toàn quốc, 1 triệu một cặp bao ship, dùng cho âm ly 2 sò đến cục đẩy 40 sò. Các cơ bát từ bát 20 đến bát 50. Nó cây, nó phun, nó đứng, nó nằm đều được. Cái tép nó không phụ thuộc vào cơ bát nhá. Bát nào cũng được, từ bát 20 đến bát 50. Vì anh em đấu vẫn đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy là được. Đỏ là cộng, dây chúng tôi làm dày sẵn 1 mét rồi. Đăng ký kênh YouTube Điện tử Phương Lưu và loa tép thông minh.